đây là jennifer penn chủ mưu trong kế hoạch lấy mạng hai vợ chồng ngốc việt ở canada đáng buồn đây lại chính là bố mẹ của cô vậy thì điều gì đã xảy ra cũng như điều gì đã dẫn cô đến quyết định này chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua recap phim tài liệu what jennifer did Jennifer Pan sinh ngày 17 tháng 6 năm 1986 trong một gia đình 4 người cùng hai bố mẹ và một em trai nhỏ. Cả gia đình gốc Việt đã di cư rồi sinh sống và làm việc ở Canada từ năm 1979. Ông Han và bà Bích làm việc trong một công ty sản xuất và lắp ráp phụ tùng ô tô. Họ có công việc ổn định, nhà đẹp, xe hơi xịn. Ông Han thì đi một con mẹc, còn bà Bích thì đi một chiếc Lexus Cuộc đời thì có vẻ là khá viên mãn rồi Và cái điều còn thiếu duy nhất đối với họ là con cái thành đạt Vì thế nên là áp lực đặt lên Jennifer là cực kỳ lớn Và chúng ta có thể dùng từ áp đặt Có nhiều suy đoán cho rằng Jennifer không chịu đựng được, được sự nghiêm khắc vô lý của bố mẹ Nên đã phản kháng một cách cực đoan và dẫn đến hành vi phạm tội của mình Đó là sơ qua về bối cảnh còn về diễn biến vụ án thì vào lúc 10 giờ 30 tối ngày 8 tháng 11 năm 2010, Jennifer gọi báo cảnh sát về việc có người lạ mặt đột nhập vào nhà rồi xả súng lên bố mẹ mình. Khi cảnh sát đến hiện trường thì xác nhận đã có một người hẻo, còn một người thì đang trong tình trạng nguy kịch. Vị thanh tra tiếp nhận vụ án cho biết khu vực Markham, Ontario là khu vực rất ít xảy ra những vụ án nghiêm trọng sau khi nhập viện thì ông han sẽ cần rất nhiều điều kỳ diệu để có thể thoát cửa tử nếu ông không tỉnh dậy thì jennifer sẽ là nhân chứng duy nhất trong vụ thảm sát sau khi đã xử lý hiện trường jennifer được mời về sở cảnh sát để lấy lời khai và ở đây thì câu chuyện bắt đầu thanh tra viên đã thấy rõ được những mâu thuẫn trong lời khai của jennifer cô nói là những người kia đột nhập vào nhà nhưng mà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng phá cửa nào cô nói là họ định vào ăn trộm nhưng mà hai chiếc xe đắt tiền vẫn còn nguyên cô nói mẹ bị lục ví nhưng mà trong ví của mẹ cô thì cảnh sát vẫn thấy còn khá nhiều tiền mặt nói chung là nghe xong lời khai của của Jennifer thì cảnh sát lại càng có nhiều câu hỏi hơn và càng không thể khoanh vùng được động cơ gây án của hung thủ. Từ lời khai của Jennifer thì chúng ta cũng biết được buổi tối hôm đó mẹ Jennifer đi khiêu vũ về và ngồi ngâm chân trong phòng khách. Jennifer xuống chào hỏi xã giao với mẹ vài câu rồi lại về phòng. Về đến phòng thì cô nghe thấy tiếng mẹ gọi ba xuống phòng khách. Một lúc sau có một người lạ mặt lên phòng khống chế cô bằng vũ khí rồi áp giải cô xuống dưới nhà để ép hỏi mẹ cô chỗ giấu ví. Mẹ Jennifer thì dây dưa không chịu hợp tác nên là bọn chúng đã trói cô lại rồi nã vào mẹ cô trước gục ngay tại chỗ vì vết thương quá chí mạng có đông han thì cũng bị tấn công ngay sau đó nhưng đã nhanh chóng chạy được khỏi nhà rồi gục xuống sau khi chạy không được bao xa bọn cướp thì đã nhanh chóng tẩu tổ thoát tổng cộng theo jennifer thì đã có 2 đến ba tên đột nhập vào nhà sáng hôm sau truyền thông ập tới các điều tra viên cũng xuống hiện trường để điều tra kỹ hơn họ đăng tin lên đài phát thanh địa phương để tìm kiếm những người có thể cung cấp manh mối và tìm được một người bạn hay qua lại với gia đình pan cô này tên là hồng ngô cũng là người gốc việt ấn tượng của cô về gia đình bà bích là họ rất sởi lởi kiểu rộng rãi cô này hay tới chơi thì cũng hay được mời ăn cơm ở cảnh này trong phim thì chúng ta được thấy những hình ảnh khác là quen thuộc tại vì họ đã dựng lại cảnh ngồi ăn cực kỳ chân thực này trên bàn thì có khổ qua nhồi thịt và một tô thịt kho hột vịt một bơm cơm thường thấy ở những dịp lễ tết hoặc là đám rỗ mà người trong phim thì còn đang ăn theo kiểu là lấy bánh chán cuốn với thịt kho hột vịt và ăn với vài lát rau nữa nói chung là vô cùng thuần việt Trở lại với lời kể của cô Hồng Ngô, có lẽ việc sởi lời quý bạn bè đó đến từ tình đồng hương của những người con xa quê. Ngoài ra thì theo cô, hai vợ chồng không thể liên quan đến các hoạt động xã hội đen được tại vì cả hai khá là bận biệu vì công việc và ông Han thì thuộc tuyếp người dĩ hòa vi quý chứ không phải là kiểu ghen ghen. Nên việc bị sát hại bằng vũ khí như vậy khiến cho những người thân quen cảm thấy rất đau lòng và khó hiểu. Kể cả hàng xóm xung quanh nhà cũng có những ấn tượng tương tự như bà Hồng Ngô. Cộng thêm đây là khu vực trước giờ rất ít khi xảy ra ẩu đả dẫn đến án mạng nên là người dân nơi đây có phần nào đó hoang mang và lo lắng. Cảnh sát sau đó thì đã tổ chức họp báo để trấn an người dân bằng việc đưa ra những nhận định ban đầu. Không quên kèm theo nhắc nhở những ai biết thông tin gì thì hãy báo ngay với cơ quan chức năng. Các điều tra viên tham gia vụ án đã thực hiện việc giả soát tổng thể những thông tin lẫn khu vực hiện trường hơn 6 tiếng nhưng mà cũng chưa phát hiện được chi tiết nào mới. Về sau thì họ phát hiện ra là người yêu cũ của Jennifer tên là Danny Wong cảnh sát suy đoán đây có thể là một vụ thanh trừng mai thúy xã hội đen tại vì anh bạn Danny này có tiền án về tàng trữ và vận chuyển mai thúy cảnh sát lập tức triệu tập Danny đến để lấy lời khai sau khi Danny đến thì chúng ta biết được là cả hai quen biết nhau từ khi còn trung học họ đã yêu nhau được 7 năm mối quan hệ của cả hai bị bà mẹ của Jennifer ngăn cấm một phần là do anh này không kiếm được nhiều tiền Danny thì có chứng cứ ngoại phạm vào buổi tối diễn ra vụ việc hắn hiện tại đã có bạn gái mới tên là Christine nhưng mà vẫn update thông tin của Jennifer khá thường xuyên Danny nói rằng gần đây hắn và Jennifer nhận được những tin nhắn đe dọa rất khả nghi mà không chỉ nhắn tin mà còn có những cuộc gọi quấy phá xảy ra thường xuyên. Danny khẳng định là vụ án này thì không liên quan gì đến hoạt động buôn bán chất cấm của hắn, tại vì hiện tại thì hắn đang làm dealer xà cân và theo hắn thì cái giới dealer xà cân cũng không căng đến nỗi phải nã người khác. Các điều tra viên nghe xong thì cũng kiểu là biết thế và tiến hành đào sâu thêm vào mối quan hệ của Jennifer và Danny thông qua một người bạn học của Jennifer là Nam Nguyễn, thêm một người gốc Việt khác ở cùng khu. Theo lời của Nam kể thì Jennifer là một người khá vui vẻ, sôi và chân thành nhưng mối quan hệ giữa cô và Daniel khá là bấp bênh liên tục hợp tan từ góc nhìn của anh thì Daniel không phải là một người bạn trai tốt vì anh nhớ có một mùa hè Jennifer đã phải cày tiền để mua cho hắn khẩu súng sơn Jennifer biện minh với nam rằng là Daniel lúc đó là điểm tựa tinh thần duy nhất mà cô có nên là cô không hề tiếc bất cứ thứ gì với gã cả qua nhiều ngày không có manh mối gì mới phế cảnh sát liên tục nhận được các cuộc gọi từ người dân trong khu vực quan ngại rằng họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo nên đã phải tổ chức họp báo để công bố manh mối duy nhất là hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh của hàng xóm phía đối diện. Theo như hình ảnh từ camera cũng như là bằng chứng từ hiện trường thì có đến 3 nghi phạm đã đột nhập vào nhà Pan trong thời điểm xảy ra vụ việc. Một điều bất ngờ là cả ba đều vào nhà rồi thoát ra rất gọn gàng từ cổng trước, không có dấu hiệu từ việc đột nhập cảnh sát suy luận rằng đã có vấn đề trong lời khai của nhân chứng jennifer và đã hẹn cô để lấy lời khai lần thứ hai và trong lần này nhiều thông tin mấu chốt đã được hé lộ như là việc mối quan hệ yêu đương bị cấm đoán của jennifer và người yêu cả hai đã phải lén lút yêu nhau vì theo bố cô daniel không xứng đôi vừa lứa với cô về mặt vật chất nhưng mà đối với jennifer thì daniel là một chỗ dựa tinh thần vững chắc sau khi bị bố mẹ phát hiện ra mối quan hệ thì bố cô cho hai lựa chọn, một là theo nó rồi cút khỏi nhà và hai là bỏ nó rồi ở nhà tiếp tục làm con ngoan. Jennifer đã chọn gia đình rồi tạm chia tay, nhưng vì vẫn còn tình cảm nên Jennifer vẫn lén nhắn tin với Daniel nhưng lại bị bố phát hiện và tịch thu điện thoại kèm theo gói thiết bị theo dõi 24 trên 24. Lúc đó thì một ngày của Jennifer chỉ xoay quanh việc thức dậy, đi học đàn rồi về nhà. Theo lời kể của giáo viên dạy piano thì Jennifer thực sự đã chịu rất nhiều áp lực từ bố mẹ. Sau khi học hết cấp 3, cô bị bố bắt ép theo học ngành y để trở thành bác sĩ hay dược sĩ vì theo ông thì đó mới là những công việc khiến người ta giàu có, có địa vị xã hội. Một phần thì đó là ước mơ của hai vợ chồng nên họ đã áp đặt nó lên tương lai của cô. Ở văn hóa Á Đông thì phần lớn cha mẹ đều muốn con cái học ngành bác sĩ, kỹ sư, luật sư vân vân. Nhiều phần là vì nghĩ cho tương lai của con và cũng nhiều phần là có thể được hất mặt với đời. Những sự định hướng tương lai này nếu mà được truyền tải tốt và được gây động lực tốt thì cũng có thể tốt cho tương lai của con Nhưng nếu không được làm tốt thì sẽ trở thành một cái áp lực cực kỳ lớn Và một cái yếu tố cũng cần phải xem xét là học lực của con cái Jennifer thì không phải là học sinh top đầu nên là việc theo đuổi những ngành nghề như thế là điều không thể Và vì quá áp lực với gia đình, Jennifer đã nói dối về việc đang học cử nhân khoa học y dược Sống đời sống hai mặt trong suốt 4 năm đại học và thậm chí còn làm giả bằng đại học bằng photoshop Việc này bị bố mẹ của Jennifer phát hiện và họ đã đòi lại số tiền học phí suốt mấy năm tại vì nghĩ là Jennifer đã dùng số tiền đó để nuôi trai suốt mấy năm rồi. Jennifer khẳng định với cảnh sát vụ việc lần này không liên quan gì đến chuyện buôn bán mai thúy của Daniel. Khi được hỏi về những tin nhắn đe dọa thì Jennifer nói là chúng đến từ người yêu mới của người yêu cũ. Khi được hỏi về diễn biến vụ cướp thì Jennifer nói rằng vì cô đã hợp tác với đám cướp nên là chúng đã tha mạng cô và chỉ trói cô lại trước khi rời đi chứ không bị hành quyết như cha mẹ mình. Các điều tra viên thấy như vậy là không logic và cộng thêm việc cô đã từng nói dối trong quá khứ nên họ đã có cơ sở để nghi ngờ những lời khai của cô. Đồng thời cảnh sát cũng tin rằng cô có đủ động lực để oán hận bố mẹ cộng thêm biểu hiện stress và lo lắng khi lấy lời khai những dấu hiệu của sự che đậy nên cảnh sát tin rằng có gì đó mờ ám liên quan đến jennifer nhưng mà nghi ngờ thì không phá được án mọi thứ phải dựa trên bằng chứng và cơ hội duy nhất lúc này của cảnh sát là ông han người đang không biết là có tỉnh lại được không năm ngày trôi qua các điều tra viên lẫn nhà chức trách đang kiệt quệ và mệt mỏi vì vẫn chưa có phát hiện nào mới giúp điều tra vụ án nhưng cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với họ Ông Han dần tỉnh lại, một điều khá là kỳ diệu nếu mà xét đến việc là ông bị bắn một phát gần mắt phải, nhưng mà chỉ đau mắt thôi, đau mắt thôi nhưng miệng thì vẫn nói được và lời khai của ông đã giải quyết mọi nút thắt. Tối hôm đó thì vợ ông vừa đi khiêu vũ về, ngâm chân dưới nhà, còn Jennifer thì ở trong phòng, ông thì đi ngủ sớm, ngủ được một lúc thì ông bị đánh thức bởi một kẻ lạ mặt, bắt ông đi theo hoàn xuống nhà dưới để ngồi cùng với vợ mình. Vợ ông thì la hét cầu xin họ tha mạng, ông Han thì bị đánh bằng súng. Cùng lúc đó Jennifer đi xuống thong thả từ trên phòng cùng với một trong các nghi phạm, không hề bị chói và thậm chí còn nói chuyện thân thiện với người kia thì đây rõ ràng là một chi tiết bất ngoặt thay đổi toàn bộ cục diện vụ án lúc này thì cảnh sát có cơ sở để hoàn toàn tin rằng Jennifer có liên quan đến vụ sát hại bố mẹ mình các điều tra viên lập tức điều động cảnh sát đến bệnh viện túc trực 24 trên 7 để đảm bảo rằng Jennifer không thể tiếp cận bố mình ông Han trong lần cung cấp thông tin kế tiếp với phía cơ quan chức năng đã yêu cầu các điều tra viên hoặc có thể nói là cho phép họ dùng mọi kỹ thuật cần thiết để bẻ gãy tinh thần Jennifer khiến cô khai ra mọi thứ và trong lần thẩm vấn thứ ba cũng là lần cuối họ đã làm thế. Cảnh sát đã mời Jennifer đến vào ngày 22 tháng 11 năm 2010, khoảng hơn một tuần rưỡi tính từ ngày vụ án xảy ra. Và lần này, cô không được thẩm vấn bởi điều tra viên bình thường như trước mà phải đối diện với Bill, một trong những thanh tra được đào tạo bài bản về việc nhận dạng yếu tố dối trá trong lời khai của nghi phạm. Đoạn ghi hình buổi thẩm vấn kéo dài hơn 4 tiếng và chúng ta có thể tóm gọn thành 3 phần. Một là xây dựng mối quan hệ và gây dựng niềm tin Hai là chất vấn và gia tăng sức ép Ba là lời thú tội Ở giai đoạn 2 thì Bill đã nhấn mạnh khả năng truy tìm dấu vết dối trá của mình Và dùng những lời nói dối như vệ tinh ngoài vũ trụ có tia hồng ngoại Và chức năng của nó là quét được cảm biến của người trong căn nhà Và nói rằng nếu cô không nói thật thì chúng tôi vẫn có thể biết được Thông qua báo cáo gửi từ vệ tinh trước đó thì cũng khá hài đấy nhưng mà ngay lúc đó thì nó lại có tác dụng đối với jennifer khiến cô dễ dàng bị bẻ gãy tâm lý và bill hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật mà ông đang áp dụng đồng thời lấn át hoàn toàn không khí trong phòng tuy nhiên thì bill vẫn đảm bảo mình không mớm lời khai cho jennifer để cho jennifer chủ động khai nhận những hành vi mình đã làm cô dần khai ra những đồng phạm từ việc tiết lộ những dòng tin nhắn bàn kế hoạch với những người bạn để xuống tay lấy mạng bố mẹ mình Cảnh sát lập tức xin lệnh để kiểm tra điện thoại của cô và đã xác nhận những thông tin trên, trong đó có tin nhắn là sẽ trả tiền khi mọi chuyện thành công và đoạn tin nhắn bàn chiến lược với Danny Wong, hắn đóng vai trò trung gian trong việc liên hệ với những tên đột nhập kia và cảnh sát đã theo dõi rồi lần ra được tung tích của ba tên kia, chúng đều là bạn làm ăn với Danny. Ngay lập tức những kẻ phạm tội đã bị bắt giữ, Danny bị bắt với tội đồng lõa âm mưu giết người, còn Jennifer thì bị bắt với tội cố ý và mưu sát cấp độ 1 thông qua những dòng tin nhắn của jennifer với những tên giết người thì chúng ta có cái nhìn tổng quát và chi tiết vì sự việc đã diễn ra trong tối hôm đó như sau mẹ cô đi nhảy về cô nhận được tin nhắn của tên cầm đầu sau đó xuống nhà chúc mẹ ngủ ngon rồi ra cửa trước để mở chốt sau đó lên chân tầng bật tắt đèn vài lần để ra tín hiệu cho bọn người kia đột nhập vào nhà phần còn lại thì diễn ra tương tự như lời khai của ông han ở trên có một số thông tin cho rằng Jennifer đã từng lên kế hoạch sát hại bố mẹ trước đây Nhưng rất tiếc là không thành công do đột nhiên mối quan hệ của cô và bố lại trở lại bình thường Daniel thì hiện rõ là một tên bạn trai tồi Hắn không tự nhiên muốn tham gia vụ này với Jennifer Mà chỉ muốn chia chác số tiền bảo hiểm nhân thọ của hai vợ chồng Đến kết cục thì Jennifer bị kết án trung thân không ân xá trong vòng 25 năm sau những hành vi đã làm Ngoài ra thì chính thức bị ông Han Pan từ mặt vĩnh viễn theo quan điểm của người viết kịch bản này thì cách nuôi dạy của bố mẹ Jennifer vừa có mặt tốt và vừa có mặt xấu. Nếu như bố mẹ của Jennifer chịu ngồi xuống lắng nghe cô thì chắc là họ sẽ không có kết cục như vậy. Hoặc là chỉ ít thì Jennifer có thể tìm kiếm những nguồn lực từ những chuyên gia tâm lý để đồng hành với cô trong việc gỡ bỏ gánh nặng tương lai từ cha mẹ. Nếu như các bạn, những người đang xem video này biết người nào đó hoặc là chính bản thân đang gặp khó khăn tâm lý thì hãy tìm đến những trung tâm uy tín. Ở đó sẽ có những chuyên gia tâm lý sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường chữa lành sức khỏe tinh thần. Các bạn thấy sao về những hành động của Jennifer trong vụ án và bạn có thấy Jennifer đã nhận được hình phạt thích đáng cho những gì mình đã gây ra thì hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.